À, rất vui được gặp lại các bác và anh em trong clip ngày hôm nay đó là clip giới thiệu và quảng bá về những mẫu đẩy 4 kênh được nhập khẩu chính hãng chính ngạch và chào đón tất cả những bác là những người đam mê say mê và muốn sở hữu cho mình những cục đẩy à, mới tinh có nguồn gốc xuất xứ và hàng chính hãng thì đây là một mẫu đẩy 4 kênh à, đến từ thương hiệu sâu tốp và có một là BA1204 Cục đẩy này là do Mỹ sản xuất và sản xuất tại đất nước Trung Quốc với mẫu đẩy này thì anh vẫn đã cung cấp tại thị trường Việt Nam trong suốt 3 năm vừa qua à, có rất nhiều các bác đã đánh giá là một trong những mẫu đẩy có công suất khỏe độ bền cao âm thanh cực kỳ tuyệt vời rất là trung thực và chất lượng hay thì mẫu đẩy này là một trong mẫu đẩy có thể phù hợp cho tất cả các bác ghép với đủ các loại loa từ loa 16, loa 20, loa 30, loa 40 và loa 50 đều có thể chơi xuất sắc và tuyệt tác. Ngay bây giờ em trân trọng giới thiệu uh, tổng quát và chi tiết cũng như báo giá để các bác có thể nắm được cái thông tin có nhu cầu liên hệ với anh Nguyễn theo số điện thoại 0936 583 140. À, thì cầu này này nó có một thiết kế rất đẹp các nhé hai bên là hai tay sách và tay sách này có thể thao rời Phía trước đó là một mặt phay nhôm Có màu ghi bạc Rất là đẹp Hai cửa sổ thức khí ở hai bên Công tắc đặt lệch sang bên tay trái các bác Theo chiều ống kính Và ở giữa đó là bốn chiến áp Điều chỉnh cho bốn kênh Riêng biệt đó nhá. Rất là đẹp Và mỗi một kênh đều có Các cái ký hiệu như là tín hiệu ổ vào Rồi là báo quá tải Báo bảo vệ đấy một để hoàn thiện và những bộ để xịn vãng thì từ những thiết kế như là xin xin này nó rất sắc sảo và đường nét ngay từ cái ốc lục giáp đây nó đều là ốc lốc có nhá rất đẹp ở à, trên lưng của nó đó là một cái tem của hãng sâu tốp sâu tốp do công ty AV Việt Nam phân phối độc quyền tại Việt Nam và bảo hành chính hãng 12 tháng đây tem bảo hành nhé thì cụ đấy này à, nó chạy bạch gì nhiều bác sẽ quan tâm à, cụ thể này là xưa các bác nó chạy mạch còn và chạy sò kép của mỹ mà dòng sò kép là một trong những dòng sò nó cho chất lượng âm thanh rất là tốt trong sạch uy lực mạnh mẽ chơi full hay chơi súp thì cực kỳ là chất chát và đánh rất là khỏe thì mạch hát là trong những mạch có thể tiêu biểu hiện nay nhé lý do tại sao những cụ đẩy chạy mạch hát không nóng ví dụ khi bác mà nghe bé thì nó cấp cho một lượng điện áp đủ để cho đôi loa hoạt động còn khi các bác chơi to thì nó sẽ cung cấp lượng điện áp nhiều hơn đấy tức là công suất nào thì mức độ điện áp như vậy do đó của đời này chạy lâu chạy nhiều chạy không bị nóng cũng như không bị méo tiếng là do cái cơ chế hoạt động của mạch còn nó hát bác nhá đấy à, công suất nó đạt được là 1.000 w một kênh cho một kênh bác nhá một nghìn watt. đánh vào nó trở bố đô thì với cái dòng này các bác phải đánh được bờ dai đánh được uh, parallel của anh sít Tia độc lập ví dụ như các bác bỏ anh số kép thì bác sẽ đánh hai cây này một quả hai cây này một quả gạt về chế độ poly còn nếu các bác đánh cả một vòng hát thì có thể là bác đánh hai đôi ba mươi và một quả súp 50 thì đều là đánh tốt bác nhá đẩy đánh sẽ không bao bị quá tải bởi vì công suất đấy là công suất nó rất là hợp lý cho cuộc đời này đó đây là phía trước bác nhá phía sau của cái này vì đây là của đại hãng do vậy nó thiết kế rất đầy đủ các đường vào đường ra và đường linh cho, cho các thiết bị âm thanh đây là dây nguồn với nhé dây nguồn rất là to và dòng dây nguồn dẻo lõi to sử dụng hai quả gió quả gió này chạy theo cảm biến tức là càng nóng thì chạy càng nhanh và khi điện áp mà không nóng nghĩa là thậm chí nó chạy giật cục quá nhá đấy hai quả gió hai bên cái dòng này có bốn quả gió với thông nhau phía trước và phía sau này đường vào nó hỗ trợ cho các bác là bằng rắc ca, ca lông cái và có cái sắt này để giữ cái cá ca lông do vậy là nó không mà bị chập tròn cái cái cá này và linh đường ra nữa mỗi vào để có đường linh ra Đấy do vậy các bác có thể kết nối với cuộc đội cụ đẩy thứ hai thứ ba rất là dễ dàng à, vị trí ra loa thì hỗ trợ rắc lưu trích và rắc kẹp bác dùng rắc kẹp cũng được lưu trích cũng được đấy Ok chưa bác? Và nếu các bác đánh chiếc te thì bác để em chế độ kênh 1 kênh 2 thì nó chạy xuống te. Thì cắm 1 ra 1, cắm 2 ra 2, cắm 3 thì ra lỗ 3, cắm 4 ra lỗ 4. Đó. Còn các bác anh muốn đánh về chế độ pre thì bác sẽ lấy kênh 1 này. Kênh 1 kênh 2 đó là một kênh. Thì công suất này là trên 2000W thôi nhá. Trên 2000W. Nếu bác anh chập đấy thì đây là pre với này, đây là cộng hay trừ. Thì bác dùng hai cộng đỏ này. Để đánh xúc kép bên này như vậy hai cục đỏ đánh giúp kép là anh phào phào nhá đánh cực kỳ chất cực kỳ khỏe và dư sức đánh những đôi xúc kép từ thế nào rồi bác nhá từ tua thoải mái luôn anh vào đây thì khi đánh vào đây bác chỉ cần cấp là một và ba thì lập tức tự động nó sẽ có tiếng ra tất cả các lỗ này đó đánh para này cũng được ví dụ các bác mà có bốn quả array bốn quả array full đơn hoặc full kép đồng cấp thì bác chỉ cần cắm vào một ba và gạt cái này về chế độ pala gạt này về bata thì bác sẽ có âm thanh tự động ra tất cả bốn lỗ như nhau đó là một cái cực kỳ thông minh nhá thì giá cho một cái này nếu mà hãng đưa ra là rất là cao rất cao nhá là khoảng tầm xít một nghìn đô nhưng bên em thì cố gắng sao đưa ra cái giá tốt nhất lãi suất thấp nhất nhưng mà muốn cấp cho bác những cụ này chính hãng những để chất lượng cao giá thành hợp lý thì cái này em đang bán với giá là 10 triệu 500 000 đồng là bao ship nhá 10 triệu 500 000 đồng là bao ship không đi kèm bất cả cái gì Còn các bác có nhu cầu thì sẽ mua thêm và trước khi các bác mua hàng nhà em ấy bên em thì vui lòng các bác cọc cho em trước khoảng 500 000 đấy khi nhận được đẩy các bác có thể kiểm tra test âm thoải mái vì đây là một trong những này chính hãng chính ngạch có nguồn gốc xuất xứ nhé các có an tâm công suất là 1.000 nó một kênh đánh vào đội trở ra ôm ví dụ em nói là dễ hiểu cứ mỗi một kênh này có đánh đôi 30 Đấy 30 Như kia Cứ từ 19 học à là ok Hoặc một cây này Bác đánh được một quả súp 50 Từ 220 100 Hoặc một cái này Bác có thể đánh được một Quả loa full Bát 40 từ 220 100 Có vậy là rất dễ dàng ghép sự kiện bác nhé Chơi rất là ok luôn Hoặc phòng hát Và đặc biệt chất âm của cái này, này Thì các bác mới phải chơi. Chế độ bảo hành 1 năm thì Em nghĩ là với giá hơn 10 triệu các bác sĩ cũng nghe một cuộc đẩy chính hãng công nghệ cao do Mỹ sản xuất thì em nghĩ là hợp lý chạy rất lâu nhưng không hỏng thì chất âm có con này thì có nhiều bác hỏi em mà có hay hơn lao thì em cũng khẳng định các bác chất âm của con này nó sẽ hay hơn lao rất nhiều nhé mà độ nhạy nó cao lao chạy sò sắt thì tiếng sẽ bị cứng Đấy, nó cứng nó không có độ mềm dẻo và nó không có tiếng thở trong quá trình mà chơi âm thanh thì con này tiếng nó sạch sẽ nó chi tiết nó trong sáng rất là hay và có rất khỏe giá hợp lý đấy nhưng mà đánh loa mỹ thì nó quá chất bao nhá loa mỹ là hợp với những mạch của hát tiếng rất là hay đặc biệt là sò của mỹ sò lê kép và nó độ nhạy cao nó có thể tạo tiếng thở của loa rất là ok nhá, những như này có thể anh em nào chơi lâu ngày thì mới hiểu được cái tiếng đấy mới cảm nhận được thôi còn mới chơi thì có thể chưa chưa cảm nhận được bao nhá, đấy mọi thông tin mua sắm à, các bác liên hệ với em số điện thoại 0936 140 em giao hàng toàn quốc à, còn các bác muốn nhu cầu xem ruột của nó thì các bác có thể vào những clip trước em đã tháo sẵn ra và giới thiệu rất chi tiết rồi về ruột gan của nó cái clip này mang chất là giới thiệu hàng thôi em xin chào các bác nhé